ba mình nứt dây nữa, ba mình chuyên ngành mấy cái vụ này là nứt rất là đẹp, nhiều mối này. Rồi giờ chút cái ba mình nứt thêm ở dưới đây nữa, rồi thả gà mẹ với gà mái vô cái lồng này rồi. Ok, mình sẽ chia sẻ các bạn về cái này. Cái này là hôm qua mình làm nè, hôm qua mình hàn, mình là học bên ngành điện, không biết cái gì về hàn nhưng mà mình mua mấy hàn về và mình tập hàn. Cái này là mình làm cái lồng, mình hàn cái lồng bằng khảm hợp vuông 15 ly để cho ba mình chung mà để gà vô đó. Gà con với gà mái gà mẹ để cho nó ngủ. Các bạn thấy mình hàn rồi. Và ở đây mình chia sẻ các bạn là gỗ giờ làm thì nó không có đẹp không ha. Mấy cái này nè mình cắt cho nó đều góc rồi mình hàn, nhìn nó mình nhìn nặng xong mình nhìn nó rất là đẹp, nhìn nó vuông vức mà nó cứng nữa, món hàn nó cứng rồi rồi. Bạn thấy không, cái hàng cái gì cũng dễ, do thiếu cây thì mình phải nấu thôi, mà món nấu thì cũng dễ dàng nữa. Cái này mình làm mấy gạo gà nè, để nhốt gà vô đó. Và ở đây mình chia sẻ các bạn thêm là cái mấy cái mối này nè, ba mình hồi xưa thời đi ra biển đó, nên là biết dành những nước những dạng mối này nè. Này là nước những dạng mối mà để làm ở dưới ngành ngành thủy sản đó, ngành biển đó. Biết làm những cái mối này nhìn thấy rất là đều. Đây đây ba mình làm những cái mối này rất là đều nè. Mối này nó có dạng là hai hai cọng nước vô nè, xong rồi gịch một cái là nó chết dây vô, nó cứng rồi. Nó nhìn rất là đẹp. Và thêm lưới nữa, lưới này là dạng lưới cào mịn nè. Ba mình nứt từ gạch này xuống đây, còn ở dưới đây chưa nứt nè. Rồi mình nhìn nhìn cái lồng này mình nhìn rất là đẹp, mình chế ra gì xài nó đẹp hơn là mình mua cái bộ gà ngoài chợ về tròn tròn mà kiểu ốp gà đó, nó làm hơi thưa một chút, mình thấy nó không ưng ý so với mình tự chế ra mà nhìn đẹp đẹp. Các bạn nhìn mỗi góc cạnh này, góc cạnh này nhìn rất là đẹp phải không? Mình thấy rất là đẹp. Nước cào này dạng nước cào mịn nha các bạn. Nè, gà con ra không được mà những dạng côn trùng khác gắn rồi nó có vô ăn gà con, nó vô cũng không được nữa. Dạng nước là nước mịn rồi. Hiện nay mình thấy dạng kẽm hộp này bán rất là chạy. Đời nay ba mình tính làm bằng gỗ, nhưng mà gỗ thì nó thứ nhất là mình vô những cái gốc này nè, mình phải cưa ngàm cho nó, mình đóng vô mà nó vẫn nó yếu á, dạng như nó yếu nó sời, đóng gỗ cành càng quá. Hiện nay tập hàng đi, làm cái gì hàng kết nối vô đó, muốn hai cái cây kết nối vô mình hàng. Mình ở thôn quê thiệt nhưng mà mua mấy cái này làm đi, tập hàng cái nữa là được rồi. Kẽm hộp thì ở ngoài chợ bán nhiều lắm, thời nay mấy cái cây này bán nhiều lắm, gỗ bây giờ người ta cũng ít bán. Trừ khi nhà mình có gỗ sẵn đó, có một cây gỗ to mình kêu ghe cưa để mình xả ra thôi, mình cắt chia ra những cây nhỏ thôi, chứ hiện nay hầu như ở ngoài chợ không có bán gỗ nữa mà bán những cây này nè, loại loại này loại lớn. Nói chung mà ta cắt nhà hiện nay người ta xài bằng cái này không à. Cái này thì các bạn nó chỉ sợ lộ xi quá ngoài mưa thôi, bạn sơn nó sơn chống xét vô
Còn chuyện mà bị mối, mấy con mối ăn thì không có, lỗ mình thì bị mối ăn. Nên là cái cây này anh nghĩ là nó sẽ thắng hơn cái gỗ kẽm hộp này, ta đúc bằng kẽm này. Nhìn rất là cứng. Qua mình hàng là nhìn mình, mặc dù mình không phải là thợ hàng đó, mà mình tập hàng sơ sơ mình thấy nó cứng gì đó. Chứ nói chung cái này mà nếu như hàng thực chất là hàng im đúng chuyên ngành điện hàng, chuyên ngành thợ hàng hàng, mình cây này cứng. Mà mình hàng thấy sơ sơ nhưng mà mình thấy cây này nó cứng. Cái ba mình nứt dây, ba mình chuyên ngành mấy cái vụt này nứt rất là đẹp. Nhiều mối này. Rồi giờ chút cái ba mình nứt thêm ở dưới đây nữa. Rồi thả gà mẹ với gà mái vô cái lồng này. Nhìn đẹp hơn, đẹp hơn cái lồng mình mua. Mà mình bỏ một ốp gà mua nhìn mình nhìn thấy không, không đẹp. Mà mình chế ra, mình làm chế biến ra theo cách của mình. Làm khổ lớn, khổ nhỏ gì theo ý của mình. Rồi video đây kết thúc nè. Mình video này mình chia sẻ là về cái bộ gà này mình sẽ làm tự làm. Đó, không cần phải mua, theo ý của mình. Mình muốn kiểu nào, mình làm mẫu nào mình làm cho nó đẹp. Hai nữa mình chia sẻ với các bạn là mình học bằng điện, mình chưa biết hàng nhưng mà mình dán tập hàng mình dẫn, với món hàng của mình thì nó dẫn cứng rồi. Cây này nó dẫn cứng. Rồi ba nữa mình chia sẻ với các bạn là về cái mối này ba mình nứt nè, mình nhìn thấy đẹp không mà thấy chắc nè. Này từ mà ba mình đi nhà biển nè, biết nứt những cái mối này nè. Rồi video này cái đây kết thúc nha. Mình cảm ơn các bạn xem video mình. Các bạn thấy hay có thể like. Có thắc mắc gì comment video mình nhớ subscribe ký kênh của mình ha. Rồi cảm ơn các bạn xem video của mình.